một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ nó bão hòa được. Nghe giùm anh cái đoạn này cực quan trọng này. Một cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ nó bão hòa rồi. Tức là sao? Tức là hàng có đầy rẫy khắp nơi rồi và ai cũng có thể làm được, nó dễ làm, đúng không? Thì bây giờ em lấy cái lợi thế cạnh tranh nào để em chơi người ta? Mình phải có một số cái lợi thế kinh doanh khác người ta. Anh nói ví dụ nha. Địa điểm thuận lợi có phải là lợi thế kinh doanh không? Cắt tóc mà tại sao mày cắt trong hẻm khác mà cắt ngoài mặt tiền khác? Không gian thoáng thơm tho sạch sẽ, chuỗi trải nghiệm khách hàng thuận lợi, tức là rằng khách này nó bước ngoài cửa đến cái lúc vô có người mở cửa mời điều hướng chỉ vào vị trí ngồi ghế gọn gàng tư vấn đưa ra phương án đưa ra giải pháp, cắt tóc xong bắt đầu tiếp tục đưa khách lên làm combo trải nghiệm ok beta lít nhà xong cái là dắt khách về tận tiền đưa áo cho khách mời khách về, tức là họ có một cái trải nghiệm xuyên suốt từ khi vô cho tới khi về mà không bị mắc cứng một cái điểm nào hết. Thì đó gọi là lợi thế trải nghiệm dịch vụ kèm theo đó, lợi thế bằng cái đó. Ngoài mặt thương hiệu đó, em có chương trình chăm sóc khách hàng hậu mãi sau khi mua, rồi chế độ này chế độ kia, em đưa cho khách hàng một cái trải nghiệm không có thằng nào có hết. Tức là mình đưa ra một cái chính sách bán hàng nó không có đồng hết, tức là một cái điểm khác biệt mình với thằng khác.